Vâng, trong bối cảnh thị trường chứng khoán đi ngang và có biến động hẹp thì việc trading mua vào bán ra liên tục không hiệu quả có thể khiến cho nhà đầu tư cụt dần vốn đầu tư của mình. Vâng, vậy thì chiến lược nào sẽ phù hợp hơn? Phân tích sẽ có trong Tài chính Doanh sáng nay cùng với nhiều nội dung đáng chú ý khác. Mở đầu chương trình sẽ là những diễn biến đáng chú ý từ thị trường Mỹ phiên đêm qua và rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10, thì phố Wall đã chứng kiến cả 3 chỉ số chính đồng loạt mất điểm khi mà các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng với kết quả báo cáo kinh doanh quý 3 của nhiều doanh nghiệp lớn. Dẫn đầu đà giảm là chỉ số Nasdaq mất gần 3% giá trị, chịu ảnh hưởng từ hai tên tuổi công nghệ là Microsoft và Meta. Cổ phiếu của hai ông lớn này đều đã mất trên dưới 5%, bất chấp lợi nhuận trong quý 3 đã tăng trưởng vượt dự báo do các lo ngại về triển vọng doanh thu vào thời gian tới. Với các chỉ số chính khác như là Dow Jones cũng đi xuống gần 1%, trong khi S&P 500 sụt giảm khoảng 2%, đánh dấu ngày giảm mạnh nhất trong vòng một tháng qua. Trong khi đó, giá dầu thế giới đã tăng nhẹ gần 1% trước triển vọng OPEC cộng sẽ hoãn nâng sản lượng vào tháng 12 tới đây. Vâng, còn tại châu Âu thì các thị trường chính cũng chứng kiến đà giảm mạnh nhất trong một tháng qua, sau dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát tại khu vực Eurozone có dấu hiệu nóng trở lại. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của khu vực này trong tháng 10 đã tăng 2% so với cùng kỳ của năm ngoái, cao hơn tới 0,3 điểm phần trăm so với mức của tháng 9 và cũng cao hơn dự báo của toàn thị trường. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tác động của giá thực phẩm và đồ uống tăng mạnh, còn giá năng lượng giảm chậm hơn kỳ vọng. Trong khi đó, thì lạm phát lõi trong khu vực thì vẫn giữ ở mức ổn định. Dù lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại, thì Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB nhiều khả năng sẽ tiếp tục tiến trình hạ lãi suất, đặc biệt là khi nền kinh tế khu vực đã tăng trưởng vượt dự báo 0,4% trong quý 3. Chỉ còn vài ngày đếm ngược thì tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, một trong những câu hỏi nóng nhất hiện nay là người dân Mỹ đang nghĩ gì về sức khỏe của nền kinh tế. Báo cáo gần đây cho thấy là tăng trưởng ổn định trong quý 3, phần lớn thì cử tri vẫn không lạc quan về triển vọng tài chính và việc làm. Cụ thể vấn đề này ra sao? Phóng viên Công Tùng sẽ điểm lại một số báo chí Mỹ tuần qua. Xin kính chào quý vị khán giả. Trước thềm bầu cử, người tiêu dùng Mỹ vẫn tỏ ra không mấy lạc quan về triển vọng việc làm và sức khỏe tài chính của họ. Liệu niềm tin về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ sẽ được cải thiện hay không vẫn là dấu hỏi lớn khi cuộc bầu cử tổng thống đang đến rất gần. Reuters chỉ ra rằng, tại các bang dao động, 61% cử tri cho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi sai hướng và 68% lo lắng về chi phí sinh hoạt. Bài viết chia sẻ quan điểm cá nhân rằng ngay cả khi thu nhập được cải thiện, áp lực từ giá nhà đến thực phẩm vẫn không ngừng gia tăng, làm giảm chất lượng cuộc sống. Cụm từ sốc giá hiện đang làm nỗi ám ảnh của nhiều hộ gia đình Mỹ. Theo CBS News, lạm phát, việc làm, nhập cư, thuế và nợ công là những yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến quyết định của cử tri. Dù lạm phát đã hạ nhiệt từ mức đỉnh 9,1% xuống còn 2,4% vào tháng 9, giá cả vẫn chưa giảm đủ mạnh để người tiêu dùng bớt lo lắng. Thậm chí hơn 25% người Mỹ tin rằng lạm phát hiện nay vượt quá 10%, một phần do giá thực phẩm và chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng. Kinh tế là ưu tiên hàng đầu đối với cử tri Mỹ. Trong nhiều cuộc thăm dò dư luận, ông Donald Trump vẫn là ứng viên đáng tin cậy hơn về khả năng xử lý nền kinh tế. Tuy nhiên, đối thủ của ông, bà Kamala Harris, lại đang thu hẹp khoảng cách về vấn đề này. New York Times bình luận, phần lớn cử tri đánh giá nền kinh tế ở mức trung bình hoặc kém, dù lạm phát đã hạ nhiệt và các chỉ số truyền thống khác vẫn tích cực. Hầu hết người Mỹ đều có cái nhìn tiêu cực về nền kinh tế. Và khi cử tri thất vọng về tình hình kinh tế, họ có xu hướng tìm kiếm sự thay đổi trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trang tin nước Mỹ ngày nay cho rằng giá trị nhà tăng cao là yếu tố then chốt tại các bang dao động, khi lý thuyết Home Voter chỉ ra rằng sự gia tăng giá trị tài sản giúp cử tri Mỹ cảm giác an tâm và dễ ủng hộ đảng đương nhiệm. Cứ mỗi 1% tăng trưởng giá nhà, khả năng cử tri Mỹ giữ nguyên ủng hộ đảng đương nhiệm tăng gần 0,5%. Dù nền kinh tế Mỹ đang gặp nhiều thách thức, kết quả cuộc bầu cử năm nay sẽ phụ thuộc vào cảm nhận của cử tri về sự ổn định kinh tế trong những ngày nước rút trước thềm bầu cử chính thức sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Công Tùng, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Thưa quý vị, lĩnh vực xuất khẩu đang cho thấy những tín hiệu tích cực.
Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thì kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 10 năm nay ước đạt 5,91 tỷ đô la Mỹ. Như vậy là tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng đã đạt 51,74 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng cao như là thủy sản tăng khoảng 12%, lâm sản tăng 20%, nông sản thì tăng gần 26%. Châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất với thị phần chiếm 48%. Hai thị trường lớn tiếp theo đó chính là châu Mỹ và châu Âu. Trong 2 tháng cuối năm thì nếu mỗi tháng chúng ta xuất khẩu khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ thì xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2024 sẽ đạt 62 tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ là mức cao nhất từ trước tới nay. Và điều đáng nói, kết quả này có được là đánh giá là tích cực trong bối cảnh ngành nông nghiệp vừa qua đã phải đối mặt với một loạt những khó khăn về thời tiết như là hạn hán ở khu vực Tây Nguyên, xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long hay là bão lũ ở các tỉnh phía Bắc trong thời gian vừa qua. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chiếm trên một nửa kim ngạch xuất khẩu chung của ngành, đạt 27,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,6%. Các sản phẩm chăn nuôi, thủy sản, mặc dù giá trị xuất khẩu có ít hơn, nhưng vẫn đạt tốc độ tăng trưởng dương. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với sự thuận lợi từ nhiều thị trường xuất khẩu, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản năm nay có thể đạt khoảng 62 tỷ đô la Mỹ, vượt 7 tỷ đô la Mỹ so với kế hoạch. Có một cái nền tảng của mấy chục năm tái cơ cấu, đồng thời có cái hệ thống thị trường và một số cái nghị định mới được ký với Trung Quốc. Do vậy mà chúng ta tin tưởng là năm nay chúng ta sẽ về đích với mức cao nhất về xuất khẩu nông sản trong năm vừa qua. Việt Nam hiện đứng thứ 2 Đông Nam Á, đứng thứ 15 thế giới về xuất khẩu nông sản. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Thưa quý vị, dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi đang được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 8. Và trong dự thảo thì có nội dung liên quan đến việc đề xuất đánh thuế hàng hóa nhập khẩu giá trị nhỏ dưới 1 triệu đồng. Chính sách này được đưa ra trong bối cảnh hàng hóa giá trị nhỏ được nhập khẩu qua các sàn thương mại điện tử ngày càng nhiều, gây thất thu thuế, khiến cho môi trường cạnh tranh không lành mạnh với các sản phẩm sản xuất trong nước. Kinh doanh các mặt hàng điện tử, công nghệ trên thương mại điện tử. Hiện nay, doanh nghiệp của anh Vũ đang thực hiện nhiệm vụ đóng các khoản thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo anh, việc các hàng hóa nhập khẩu có giá trị dưới 1 triệu đồng được miễn thuế đang tạo áp lực lớn về giá cho doanh nghiệp, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh. Nếu như mà tính sơ bộ thì không chịu thuế thì họ cũng đã tiết kiệm được so với doanh nghiệp trong nước khoảng tầm 10 đến 15%. Nếu như họ hạ giá đi khoảng 10 đến 15% thì chắc chắn là các doanh nghiệp trong nước không thể nào cạnh tranh nổi. Theo Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, quy định miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ dưới 1 triệu đồng đã không còn phù hợp do sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử. Chưa kể còn có tình trạng xé nhỏ giá trị đơn hàng để tránh thuế. Đến giai đoạn này thì không còn phù hợp nữa. Lợi dụng cái khe hở này thì các cái sàn thương mại điện tử là thông qua cái vấn đề là nhận hàng qua chuyển phát nhanh từ ngoài Việt Nam vào Việt Nam. Và như vậy tách nhỏ các cái giá trị ra để thành dưới 1 triệu. Đấy là hình thức tránh thuế. Mới đây, thảo luận tại hội trường về luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, nhiều đại biểu cũng bày tỏ quan điểm đồng ý với chính sách này và đề nghị các cơ quan soạn thảo cần quy định rõ tại dự thảo luật. Chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng một cái báo cáo để trình Thủ tướng Chính phủ trong việc là ban hành một cái công điện về tăng cường quản lý nhà nước về thương mại điện tử. Trong đó thì tăng cường quản lý nhà nước về thương mại điện tử xuyên biên giới cũng như là đề xuất sửa đổi cái quyết định 78 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo về thương mại điện tử, trung bình người Việt đã chi tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ mua hàng trực tuyến mỗi tháng. Việc áp thuế giá trị gia tăng với hàng hóa nhập khẩu giá trị nhỏ được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp trong nước, tạo sân chơi công bằng, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất nội địa.
Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, ngày 30 tháng 10, 2024, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ ITC đã ban hành kết luận cuối cùng về thiệt hại trong vụ việc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp, nhôm đùn ép nhập khẩu từ 14 nước vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Theo đó, thì ITC xác định ngành công nghiệp của Hoa Kỳ không bị thiệt hại đáng kể do nhôm đùn ép nhập khẩu từ 14 nước vùng lãnh thổ bị điều tra và sẽ không ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với nhôm đùn ép nhập khẩu từ 14 nước vùng lãnh thổ này. Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo thông tư quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng thiệt hại của cơn bão số 3. Theo đề xuất thì sẽ cơ cấu nợ đến hết năm sau. Trong thời gian chờ đợi thông tư thì nhiều ngân hàng đã có các chính sách miễn giảm lãi suất, hỗ trợ người vay phục hồi sản xuất sau bão lũ. Gần 2 tháng trôi qua, anh Huấn vẫn nhớ như in cái ngày nước lụt dâng cao quá nhanh, lứa cá trôi theo dòng nước vào tháng 9 ấy, đã từng là hy vọng của gia đình từ nguồn vốn vay gần 300 triệu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Vợ chồng anh đã hy vọng sẽ vượt khó, nhưng rồi khó lại chồng khó. Mình tính là có khoảng là nó khoảng 16 17 tấn ấy. Vì hai vợ chồng là cũng nuôi trong vòng 2 năm nay, thợ cá đến làm giá cá hết rồi, bảo thôi qua ấy cứ bảo qua bão. Từ nỗi buồn tài sản trong chớp mắt đã vượt khỏi tay theo dòng nước. Nay anh Huấn cũng đã mạnh mẽ đứng dậy, quyết làm lại từ đầu trong sự chung tay hỗ trợ không chỉ của một người. Ngân hàng cũng có điều xuống, thì cũng có một chút quà cho gia đình, mấy cả giảm lãi suất cho 2%. Thì bây giờ đấy bạn bè cũng làm bên cái máy múc này thì nó cũng vào hỗ trợ lắm, mà thôi cây que nhiều quá nó vào dọn dẹp cho. Nếu khách hàng có nhu cầu để cần nguồn vốn để tái tạo lại cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì ngân hàng cũng sẽ đồng hành để hỗ trợ khách hàng. Cái lĩnh vực mà nông lâm thủy sản là khách hàng chịu ảnh hưởng nhiều nhất thì chúng tôi cũng đã thực hiện là cơ cấu nợ cho 8 khách hàng với dư nợ hơn 6 tỷ đồng và thực hiện miễn giảm lãi cho khách hàng được 4.950 khách hàng, và chúng tôi cũng đã cho vay mới với cái lãi suất ưu đãi giảm 0,5%. Con xuồng nhỏ vẫn trơ vơ nơi bờ ao cạn, đợi ngày dùng. Dấu vết của mất mát, của thiệt hại vẫn đang hiện hữu, nhưng bờ ao cũng đã được xới lại, vịt đã được thả, và đôi tre của gia đình thì đang dần cho sắc xanh non, cho một quyết tâm vững lên nhé, làm lại từ đầu. Vâng, nếu như mà chúng ta nhắc đến sự liên kết trong nông nghiệp thì thông thường không biết là quý vị hay là chị Kim Huệ sẽ nghĩ đến mô hình nào? Vâng, đây là một câu hỏi hay và chắc chắn tôi sẽ nghĩ đến mô hình là hợp tác xã rồi. Khi mà các nông hộ liên kết với nhau, hợp tác với nhau, có chung một mục đích, cùng chung một phương thức và mục tiêu cuối cùng là tạo ra những sản phẩm giống nhau và đồng nhất về chất lượng. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với chị Kim Huệ về quan điểm này. Và hiện trên cả nước thì đang có trên 20.000 hợp tác xã nông nghiệp. Và tổng số thành viên của các hợp tác xã nông nghiệp hiện tại đã là 3,85 triệu rồi. Chắc chắn là sẽ phải có lý do cho việc này khi mà ngày càng có nhiều bà con nông dân tham gia vào các mô hình hợp tác xã, phải không chị Kim Huệ? Vâng, và tôi và phóng viên Hữu Trí đã có thời gian đi trải nghiệm và hỏi bà con nông dân tham gia vào các hợp tác xã xem lý do của họ là gì. Và sau đây sẽ mời quý vị cùng xem lại một trích đoạn trong chương trình Net Zero, Dear Future gửi tương lai. Được học hỏi nhiều nhé, học hỏi nhiều là vì trồng trọt, vì phân bón ấy, vì họ về cho những cái này cái kia rồi mình bị trồng là sao năng suất hơn. Mình làm hợp tác xã thì thu nhập kinh tế thì nó nhiều tiền hơn ngày xưa của hộ gia đình làm từng hộ một. Hợp tác xã này họ hỗ trợ cô là cây giống, con giống và phân bón hữu cơ. Không chỉ về giá trị kinh tế đâu mà khi liên kết với nhau trong hợp tác xã sẽ giúp nâng cao giá trị về giảm phát thải cho bà con nông dân, đôi khi chỉ từ những hành động nhỏ thôi. Và khí methane được sinh ra từ quá trình lên men thức ăn ở trong dạ cỏ của động vật nhai lại. Khi gia súc ợ thức ăn lên để nhai lại là lúc đó khí sẽ thoát ra.
Nói chung ấy, ăn càng nhiều là càng thải ra nhiều mà thôi. Thì cho nó ăn ít thôi, mấy cái con này ăn chi nhiều. Tôi thấy ở đây họ có một điểm rất hay, đó là họ phối trộn thức ăn theo một tiêu chuẩn nhất định. Và loại thức ăn này thì giúp cho bò ít ợ hơi hơn, từ đó thì cũng giúp giảm phát thải khí metan. Ăn sử dụng đó là 0,5% trong tổng sản lượng thức ăn. Vâng. Là sản lượng tưới đấy, kể cả cám này, kể cả là chuối này, kể cả là cỏ. Và khi trong quá trình ủ nó được tăng cái sinh khối nó lên, hàm lượng nó lên rất là cao. Vâng. Và nó sẽ phân hủy được cái thức ăn, làm chín thức ăn, giúp cho cái khả năng hấp thụ của con bò nó được cao hơn. Cầm tay chỉ việc, những kiến thức khô cứng biến thành những hành động cụ thể. Hiệu quả kinh tế thì cao, làm như thế thể còn lại. Và từ khi tôi nuôi đến khi xuất bán như vậy là một con là lại trên triệu. Tham gia mô hình chăn nuôi tuần hoàn, các hộ nông dân không chỉ được cầm tay chỉ việc, mà họ còn được công ty cấp giống, thức ăn, men vi sinh. Đặc biệt, những sản phẩm làm ra, họ được chính công ty thu mua và tiêu thụ. Cái này nếu không liên kết với tập đoàn thì từng hộ gia đình không thể làm được. Là ví dụ như thức ăn là bây giờ đâu sản xuất ra được, thứ hai là men vi sinh đâu để mà bỏ. Gọi là công ty sẽ bao tiêu đầu ra cho mình toàn bộ và mình sẽ cung cấp đầu ra toàn bộ cho công ty chứ mình không bán ra ngoài. Mô hình này đang được áp dụng, nhân rộng trên 1.545 hộ nông dân với tổng đàn khoảng 50.000 con gia súc, gia cầm trên cả nước. Các hộ, hợp tác xã đang liên kết với công ty đều ở quy mô nhỏ. Hộ gia đình vốn là đối tượng vẫn khó áp dụng những kỹ thuật chăn nuôi mới. Không chỉ đạt hiệu quả về kinh tế mà còn cộng hưởng giá trị bền vững. Vâng, và để có thể có một hợp tác xã phát triển mô hình hợp tác xã và có thể mở rộng mô hình chăn nuôi tuần hoàn thì cần có sự phối hợp của các bên, không chỉ là người nông dân, doanh nghiệp đâu mà còn có sự chung tay của chính quyền địa phương nữa. Và đến đây thì chương trình Tài chính Ánh Sáng xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.